Vậy chúng ta sẽ vẽ một cái vẽ tự do đây. Chúng ta dùng cái bút chì. Vậy thì các bạn sẽ vẽ ra. À, vẽ tự do ha. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta có thể là chỉnh cái đường này, chỉnh chỉnh giống như là chúng ta làm ở trong cái ven, chúng ta vẽ ra đường vát. Như vậy sau khi chúng ta vẽ thì chúng ta có thể chỉnh xong. Rồi chúng ta sẽ định nghĩa một cái nữa là nhân đôi cái này lên, nhân đôi lên. Đó, copy qua. Như vậy chúng ta đã có hai đường. Được chưa? Như vậy chúng ta nối hai cái đường này lại. Hai cái đường này ở chỗ này là mình đưa vô là nó không khít và nó không thuộc một một đường, cho nên là chúng ta chọn, rồi chúng ta sẽ chọn object path và chúng ta son nó lại. Như vậy thành là một điểm. Và cái điểm này nó đang bị gãy nè. Chúng ta chuyển nó qua other point mode. Đó, thấy không? Thấy nó phẳng chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã có xong một cái đường cong. Chúng ta có xong một cái đường cong và chúng ta cho cái đường cong này nhỏ lại. Tại vì chúng ta vẽ lớn thì chúng ta dễ vẽ. Thì sau khi các bạn vẽ xong thì các bạn cho nó nhỏ lại. Rồi mình sẽ vẽ một cái đường thẳng. Từ đây qua đây. Được chưa? Rồi, mình vẽ đường thẳng ra. Thì ở đây mình chưa có nối liền, mà chỗ này các bạn sẽ biến cái đường này thành đường cong. Chú ý chỗ này nhé. Biến đường này thành đường cong thì chúng ta sẽ có những cái công cụ ở đây. Biến thành đường cong. Được chưa? Vô phần effect. Chúng ta sẽ biến nó thành đường cong. Như vậy chỗ này chúng ta review lên, chúng ta sẽ thấy nè, có bao nhiêu đường cong. Đó. Rồi chúng ta xài là 3. Rồi. Như vậy cái này là lớn hay nhỏ. Đó. Ok. Rồi sau khi chúng ta làm xong thế này thì chúng ta cái này là nó đang, cái đường cong này nó chỉ là ảo thôi. Còn cái đường thực sự của chúng ta là đường thẳng. Cho nên chúng ta muốn lấy được cái đường cong này, chúng ta phải vô phần Object, chúng ta expand nó ra, tức là giải thoát nó ra. Rồi, cái đường thẳng biến mất, chỉ còn đường cong thôi. Rồi, như vậy chúng ta bắt đầu nối lại. Nối lại. Rồi, đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai chúng ta cũng vẽ từ đây qua đây. Rồi đây là một đường, chúng ta cho thẳng xuống dưới này, copy cái đường này lên hai đường, được chưa? Và hai đường này chúng ta có thể là tô hai cái màu khác nhau. Đó, tô hai cái màu khác nhau, đỏ xanh gì đó là tùy chúng ta. Và giữa hai cái đường này, chúng ta hôm trước học cái công cụ là sinh ra những cái đối tượng mà hòa tròn giữa hai đối tượng, là cái công cụ mà hôm trước chúng ta học ở đây, Fuse. Hoặc là các bạn sẽ chọn cái Object, các bạn chọn cái Plane, tức là tạo ra những cái đối tượng mà xen giữa hai cái đối tượng kia. Như vậy thì cái Plane này nó rất là hay. Ví dụ như các bạn có ở đây là hình vuông. Rồi các bạn có ở đây là hình ellipse, hình tròn. Các bạn chọn hai đối tượng này. Các bạn chọn object plane, mesh plane. Object plane option. Các bạn sẽ tăng cái số lượng này lên, ví dụ như là 12. Đó. Là nó sẽ tự động nó tạo ra những cái đối tượng mà ở xen giữa
nó tự động nó chuyển từ cái hình oval thành hình vuông. Đó. Đó, như vậy thì chúng ta có cái plan và chúng ta chọn đường ở trên, chọn đường ở dưới. Các bạn cho nó lớn ra tí xíu, lớn ra hai bên nhé. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng lại công cụ như thế. Chúng ta chọn plan, map plan. Bởi vì nó tạo ra quá nhiều cái đối tượng ở giữa cho nên chúng ta không nhìn thấy rõ. Bây giờ chúng ta sẽ chọn option, các bạn sẽ sửa lại tí xíu là khoảng cỡ 60 đường thôi. Đó, như vậy các bạn sẽ thấy là cái đối tượng của chúng ta nó được tạo ở đây 60 đường. Rồi cái tiếp theo chúng ta sẽ cho cái này ra phía sau, send to bed. Như vậy tất cả các đường nằm ngang của mình là ra phía sau rồi nè. Cái hình này là nó lên phía trên rồi nè. Đó. Cái hình này lên phía trên. Mình có thể tô màu trắng hoặc màu đen gì đó tùy mình. Đường viền chúng ta bỏ đi. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có được hai đối tượng, một là những cái đường sọc, hai là cái khung bao của chúng ta. Rồi, chọn cả hai. Các bạn sẽ chọn xây dựng một đối tượng dựa trên đối tượng ở phía trên. Như vậy nó đã cắt. Đó. Đi ra. Nó cắt đối tượng của chúng ta. Rồi chúng ta có thể chọn option để chúng ta sửa lại ở phía bên trong các đối tượng của chúng ta. Sửa lại. Trong này nó có cái độ dày, độ mỏng của các cái hình. Như vậy lúc nãy chúng ta cho 50 là nó hơi dày. Nên bây giờ chúng ta nhìn chúng ta thấy nó dày. Thì các bạn chỗ này chúng ta có thể chỉnh lại tí xíu. Chỗ này lên option chúng ta sẽ chọn lại khoảng cỡ 50. Ok. 40 đi. Đối tượng của chúng ta nó sẽ ít lại. Rồi, nó mảnh bước ra. Rồi, chọn cả hai, chúng ta làm lại một lần nữa. Được chưa? Đấy. Ok. Rồi, như vậy khi mà chúng ta có được một cái mẫu tô xong, thì chúng ta có thể là đưa nó vô cái... để chúng ta định nghĩa một cái mẫu. Ví dụ như cái mẫu này, thì các bạn định nghĩa xong, nó sẽ cho ra chúng ta một cái đường thẳng thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn tô biên á, thì các bạn chọn nó là pattern. Thì nó tô biên, ở đây là góc. Thì nó hỏi bạn là sẽ chọn cái kiểu góc nào. Rồi góc dưới này cũng như thế. Nó hỏi bạn là sẽ sử dụng kiểu góc nào. Đó. Rồi. Sau khi mà chúng ta đã định nghĩa xong, thì các bạn có thể là vẽ bất kỳ một cái hình nào. Và các bạn chọn cái mẫu của mình. Cái mẫu này là mẫu biên nè. Đó, được chưa? Rồi giả sử như nền của mình là trắng. Như vậy là nó đã định nghĩa cho mình được một cái hình mà với cái biên mà mình mới định nghĩa lúc nãy. Đó. Vậy thì cái này chúng ta có thể định nghĩa ở những cái dạng là cái đường viền mà uốn lượn để mà chúng ta làm những cái điểm nhấn cho cái đối tượng của chúng ta. Như vậy các bạn sẽ tạo ra những cái đối tượng đường nó liên tục như thế.